Kết quả sổ số miền Bắc thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024. Giải đặc biệt 99.937.99937, giải nhất 73.548.73548, giải nhì 40.187.40182, 24.052.24052, giải ba 45.049.45049.619.513.69513, không chục 0.318 0038 99.864 99864 37.934 37.934 37.528 6 7 5 2 8, giải thứ 9.969 99 69 4749 4749 3131 3 13 17 9 918 7 9 18, giải 5 5.983 5 9 8 3 3.683 3 6 8 8 4.990 4 9 1 9 7.340 7 3 4 0 8.836 8 8 3 6 1.838 1 8 9 8, giải 6 661 6 6 1 051 0 5 1 291 2 9 1, giải 7 0 8 đơn vị 0 8 64 64 72 72 91 91 8.